Lời Chúa ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ 26 thượng niên ngày 29 tháng 9 năm 2020. Chúa Giêsu đã trên vì nhân loài, đến với Ngài để đưa xó thương được cứu chúa thế gian người ở đời chẳng ai muốn vậy khi ôm đau thì vai tứ phương lo chạy thầy lo thuốc đã Xin chị em Hôm nay là ngày thứ ba 29 tháng 9 Ngày uh, lễ thánh Mikae Tổng lãnh thiên thần Chúng tôi sẽ chia sẻ Về hạnh các thánh trong chuyện đạo, chuyện đời Nhưng ngày lễ Mikae thì chúng tôi nhớ là Nhóm mà uh, cựu học sinh trường thống nhất Mỗi năm đều có ngày họp mặt Mà một cái điểm rất là đặc biệt của uh, nhóm này đây là sau gần 50 năm mà vẫn họp mặt được với nhau mỗi năm một lần vào ngày 29 tháng 9 lễ thánh tổng lãnh thiên thần Mike là một mạng của học sinh trung tiểu học thống nhất trước năm 1975 năm 75 thì không còn nữa nhưng mà chúng tôi vẫn duy trì những buổi họp mặt như vậy cho tất cả các bạn học sinh. Tất cả những học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 và cả các thầy cô. Một điểm đặc biệt là từ đó thì ở bên nước Mỹ ở bên hải ngoại các bạn cũng họp nhau lại những anh chị và thầy cô học sinh thống nhất ngày xưa. Bây giờ cũng họp nhau vào ngày Mikael 29 tháng 9. Chúng ta thấy có những nhóm học sinh mà thân hữu 40 50 năm chúng tôi gặp nhau lại kể cho nhau nghe những chuyện gọi là lưu bút ngày xanh ngày xưa mà cứ mỗi năm đến hè lòng man mát buồn hoặc là uh, gì đó uh, ba tháng quân trường rồi với học là um, vườn tao ngộ vân vân những kỷ niệm của một thời gọi là đứng ngẩn trông ở áo tiểu thư em tan trường về trường tan em về em tan trường về trường tan trường tan vân vân. Thì thưa anh chị em mỗi người chúng ta đều có những cái kỷ niệm của một thời cấp sách đến trường. Và có nhiều người hỏi chúng tôi là sau lớp của cha mà tới bây giờ rồi. Ngày xưa chúng tôi quen nhau từ lúc 12 tuổi, lúc đó học lớp 6. Mười mười một, rồi những cũng cuộc tình học trò rồi thế này thế kia. Rồi đến năm 75 thì chia tay nhau mỗi đứa một ngã. Bây giờ gặp nhau lại thì đứa nào cũng có vợ, có chồng, có con, có cái. Đứa nào cũng là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại hết rồi. Có những đứa thì làm quá phụ cũng khá nhiều. Nhóm chúng tôi thì đa số là mấy đàn ông con trai chết trước. <laughs> mấy cô thì bây giờ gặp nhau toàn là chồng mất với chồng chết với lại chồng rơi rớt đâu rồi thì cũng cười vui vẻ nói giá yeah, mà hồi đó mày lấy tao Phải bây giờ tao mày vẫn còn sống hay không <laughs> thưa chị em có mỗi mình tôi có một thằng bạn nữa nó đi như là chú thế mà nó chết mất rồi nó bị ung thư chết rồi còn đúng mình tôi còn cha đáng là hiệu trưởng chúng tôi thì ngày cũng mất rồi còn mình tôi ngày nói anh em cứ gọi còn mỗi hằng lòng, may mà nó đi tu nó còn tới giờ chứ mà nếu mà nó ra là cái đỉnh chắc, thì nó cũng ngủ từ lâu rồi <laughs> thưa anh chị em chúng ta tạ ơn Chúa ước mong rằng là có nhiều nhóm thân hữu ngày xưa chúng ta họp nhau lại để ôn lại chuyện xưa để thấy rằng là cuộc sống của mình là những hồng ân tiếp nối hồng ân mà trong cuộc họp mặt thì người công giáo anh em công giáo chúng tôi thì chỉ chiếm được một phần ba thôi còn hai phần ba là những người không công giáo nhưng mà khi gặp nhau thì chẳng có phân biệt là tôn giáo nào cũng chẳng có phân biệt giàu nghèo sang hèn cũng chẳng phân biệt chức tước địa vị trong xã hội cũng chẳng phân biệt là việt kiều hay là việt nam cứ gặp nhau cứ sống lại như cái thời xa xưa mày tao chi tớ thấy nó vui nó dễ thương lắm thưa anh chị em sống được như vậy thì mình sẽ thấy rằng là cuộc đời mình nó có ý nghĩa Tuy nhiên, cũng có lúc mà nó xảy ra cái trường hợp như ông Job trong bài đọc một mà chúng ta sẽ nghe ngày hôm nay thì sẽ thấy là nó nhiều cái nó bi đát, nhiều cái nó bi quan phải yếm thế. Mình xem lắng nghe lời Chúa ngày thứ ba, 29 tháng 9 năm 2020, bài đọc một năm chẵn, trích sách Job, chương 3, bài trích sách Job. Bây giờ ông Job mở miệng nguyền rủa ngày ông chào đời. Ông Job lên tiếng nói, phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời. Cũng như đêm đã báo, đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi. Sao tôi không chết đi lúc vừa mới chào đời, không tắt thở ngay khi lọt lòng mẹ? Sao lại có hai đầu gối đỡ lấy tôi, có đôi vú cho tôi bú mớm? Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã nằm xuống yên hàn, đã ăn giấc nghỉ ngơi. Cùng các bậc vương hầu khanh tướng đã xây lăng mộ cho mình. Hay những bậc thủ lãnh vàng bạc chất đầy nhà. Chẳng vậy thì giờ này đây tôi đã không hiện hữu. Khác nào thai nghi chết yểu bị đem chôn Hay trẻ sơ sinh không nhìn thấy ánh sáng. Tại đó kẻ hung tàn không còn quấy phá nữa cũng tại đó người kiệt sức lại được nghỉ ngơi sao người lại ban ánh sáng cho kẻ khốn cùng ban sự sống cho anh nút cay ngậm đắng họ là những người mong chết mà không được tìm cái chết hơn cả tìm kho báu họ phấn khởi mừng vui hân hoan vì tìm thấy phần mộ sao lại ban ánh sáng và sự sống cho kẻ chẳng biết mình đi đâu cho kẻ bị thiên chúa giam hãm tư bề đó là lời chua Mình chăm lập lại câu đáp. Lạy Chúa nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài. Lạy Chúa là Thiên chua cứu độ con. Trước thanh nhan đêm ngày con kêu cứu, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài. Xin lắng nghe tiếng lòng thôn thức. Lạy Chúa nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài. Vì hồn con ngập tràn đau khổ mạng sông con âm phú gần kề. Thân kế như đã vào phần mộ, vi tựa người kiệt sức còn chi. Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài. Con nằm đây giữa bao người chết, như các tư thi vùi trong mồ ma, đã bị Chúa quên đi và không được tay Ngài săn sóc. Chúa hạ con xuống tận đây huyệt sâu, giữa chốn tôi tăm, giữa lòng vực thăm. Cơn giận Chúa đè nặng thân con như sông cồn xô sô đấy dập vùi. Lạy Chúa nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài. Hallelujah, Hallelujah. Con người đến để phục vụ và hiên mạng sông làm gia chuộc muôn người. Hallelujah. Mình chém mở tin mừng Thánh Luca chương 9 câu 51 đến câu 56. Luca 9 51 đến 56. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thế thế, hai môn đệ người là ông Jacob và ông Joan nói rằng thưa thầy thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không nhưng đức Giêsu quay lại quở mắng các ông rồi thầy trò đi sang làng khác đó là lời chúa tình chị em ngày hôm qua chúng ta thấy ông Gióp trong lúc mà bị hết, mất hết tất cả thì ông nói rằng là Chúa đã ban cho Chúa lại lấy đi xin tạ ơn Chúa sinh ra từ trần chuồng tôi trở về đó cũng trần chuồng nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy Job đúng là một con người thật và thật là một con người một con người có tất cả những cái cảm xúc hỉ nộ ái ố sầu bi một con người thấy rõ được cái thân phận của con người mình, thấy được cái nỗi thống khổ của mình và ông bắt đầu ông cất tiếng mở miệng nguyên rủa ngày ông chào đời. Và ông nói rằng là phải chi đừng xuất hiện ngày tôi chào đời, cũng như đêm đã báo đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi. Mới rồi trên mạng đăng một cái tin Ở bên Ấn Độ Có một ông bố bị bắt Vì lý do là Ông lấy vợ Vợ ông sinh được Bốn hay năm đứa con gái rồi Ông ấy đang mong một đứa con trai Tới khi mà ông bà vợ mang thai Như là đứa thứ năm Được sáu tháng Thì có thể là ông không bình thường lắm hay rằng ông muốn biết rằng đứa thứ năm này là con gái hay con trai vì ông đang mong con trai thì ông ấy lý do ông ý, rạch bụng vợ ông ấy ra để ông coi cái bào thai là con trai hay con gái và vợ 35 tuổi ông ấy rạch cái bụng và vợ ra để coi người ta phải đem vợ đi cấp cứu và bắt ông này giao cho cảnh sát thì thưa anh chị em Những lúc mà gặp những cơn cùng khốn như vậy chẳng hạn Thì người vợ ấy nói thế nào Hay là có những trường hợp mà Mới vừa rồi cơn bão số 5 đổ vào Thừa Thiên, Quảng Trị, Huế Biết bao nhiêu nhà tan cửa nát Biết bao nhiêu người màn trời chiếu nước Biết bao nhiêu người công lao khó nhọc cả một đời Chỉ trong tích tắc Cơn bão số năm nó đi qua có dòng vòng có 30 phút. Nó làm tất cả đều thành bình địa hết. Cả một đời cơ nghiệp, cả một đời gây dựng vất vả. Bây giờ tay trắng. Nhìn đến người thân yêu của mình, người thì thất lạc, người thì bị bão cuốn, gió nước cuốn đi, người thì chết. Liệu chúng ta có tâm trạng như ông Job tạ ơn Chúa hay là tâm trạng như ông Job ngày nay mà nói rằng là đừng phải chi là đừng xuất hiện ngày tôi chào đời có nghĩa là phải chi tôi đừng sinh ra trong cõi đời này thì hơn để khỏi chứng kiến biết bao nhiêu cái thống khổ biết bao nhiêu là tai ương tai họa đổ dồn dập xuống trên tôi hoặc là chúng ta thấy những người dân mà sống trong một đất nước mà tới gần một cả trăm ngày mưa bão liên tục như vậy mà chính phủ thì không lo cho những người dân mà cứ đi lo gây hấn với nước khác cứ đi lo chế tạo hoặc là mua những cái vũ khí cả tỷ đô la để mà đi xâm chiếm nước khác đe dọa những nước khác trong khi người dân thì đói thì khổ nghèo mất hết tự do mất hết tất cả nước xả tràn bất chấp mạng sống của người dân miễn là lấy được cái uy tín cái danh dự của mình là vô địch thế giới đập lớn nhất thế giới an toàn nhất thế giới mình cũng gì cũng nhất thế giới mà không xấu hổ vì dân mình cũng khổ nhất thế giới nghèo nhất thế giới cái dân thì thưa anh chị em những người dân mà sống trong những hoàn cảnh đó chắc họ cũng bảo thả đừng sinh ra thì hơn hoặc là có như khi người ta khổ quá người ta nói rằng chết sướng hơn có đúng không Lúc đó chúng tôi đi nông trường đói làm vất vả nhiều khi mấy nhâm ngồi cũng than với nhau cực quá như vậy chết sướng hơn lúc mà phải chui xuống cái hầm phân phân người phân tươi để mà lấy lên rồi ủ rồi để làm phân bón rau chẳng hạn Rồi gánh rau ra chợ bán Kiếm sống từng đồng Ba năm trời cứ dằn dặn như vậy Lúc khổ quá cũng bảo chết sướng hơn Rồi đi sang thăm mấy người dân xung quanh Họ cũng khổ họ cũng bảo chết sướng hơn Mà có ai dám chết không <laughs> Nói chết sướng hơn mà mấy người dám chết Mà tôi thấy một cái điều đó là Tôi chưa thấy cái anh ăn mày nào Tự tử cả Đúng không ạ cũng chưa thấy cái bà bán vé số hay là cái người phong cùi nào tự tử cả. Mà toàn là nghe minh tinh màn bạc, siêu sao, rồi triệu phú, rồi đại gia, rồi người quan chức lớn tự tử treo cổ nhảy sông nhảy lầu vân vân và vân vân có đúng không ạ thì thưa anh chị em cái cùng khổ nó không phải là đẩy người ta đến cái chết một cái dễ dàng được như vậy đâu Người ta than như vậy thôi Hoặc là than thời trách đất như vậy thôi Chứ mà đụng đến cái chết Chính những người đau khổ Người để nghèo đói Thế lại không tự tử Mà lại là những cái con người giàu có địa vị danh tiếng Nổi tiếng trên thế giới Lại là những người tự tử nhiều hơn cả Đất nước mà giàu có nhất nhì thế giới lại là những đất nước Mà có nhiều người trẻ tự tử hơn cả Vì họ không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống Chứ không phải vì nghèo khổ mà họ tự tử nghèo khổ như là job hôm nay thì cũng có than như chúng ta cũng đã từng than khi mình khổ quá chú ơi sao mà khổ quá thế này chú ơi và chính fustina thanh nữ fustina tông đồ của lòng chúa thương xót được chú hiện ra như vậy được chú nói chuyện như vậy được chú cho thấy những điều kỳ diệu như vậy nhưng mà trong cơn đau đớn về bệnh tật thân xác trong lúc mà khủng hoảng về tinh thần vì bị bề trên và chị em nghi ngờ hiểu lầm cho rằng là mình bị ảo tưởng mình bị quỷ ám ma nhập chứ làm gì mà được thấy chúa hiện ra tỏ tưởng như vậy trong lúc đau đớn về bệnh tật thân xác như vậy thì Faustina cũng nói rằng là chúa ơi đau khổ như thế này thì chết sướng hơn Chết nó còn đỡ hơn là sống mà nó đau khổ như thế này. Chúa ấy cất con về đi. Và Phúc Thánh Nữ Teresa Hải Đồng giê -xu, trong lúc mà bị thử thách màn đêm của Đức Tin, đen tối mù mịt như vậy, thì Teresa Hải Đồng giê -xu cũng nói rằng, lạy Chúa xin Chúa cho con cái sợi dây thần để con giải quyết. Nhiều vị Thánh, Lúc thống khổ quá cũng nói lạnh Chúa xin Chúa cất con về Đừng để cho con phải sống mà khổ quá như thế này Đó là cái thử thách Mà đó là cái phản ứng tự nhiên của con người Thì Job ngày hôm nay cũng như vậy thôi Sao tôi không chết đi lúc vừa mới chào đời Không tắt thở ngay khi lọt, lọt lòng mẹ đi Tại sao lại có hai gối đỡ lấy tôi Lại có đôi vú cho tôi bú mớm Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã nằm xuống yên hàn Đã ăn rất nghỉ ngơi rồi Chết sướng hơn rồi Sao người lại ban ánh sáng cho kẻ khốn cùng Ban sự sống cho ai Nuốt cay ngậm đắc. Chúng ta thấy Đọc sách gióp Mình thấy Rất gần gũi với con người Rất hiện sinh Và Đức Giêsu cũng sống cái thân phận Của một con người Trong thống khổ đã Nói đây rằng là Lạy cha sao cha nỡ bỏ con Thấy chưa Và Đức Giêsu trong lúc mà Cầu nguyện trong vượt diệt cây dầu cũng nói với các tông đồ rằng là linh hồn thầy buồn đến chết được các con không thức được với thầy một giờ hay sao ba ông vẫn cứ ngủ cho nên cái đau khổ là cái mầu nhiệm mà ta không thể lý giải được ta không thể cắt nghĩa như là giải một bài toán được mà là một cái mầu nhiệm mà đã là một mầu nhiệm thì mình phải cảm nghiệm được phải trải qua nó cũng như tình yêu có ai định nghĩa được tình yêu nó chiếm hồn ta một buổi chiều bằng những cơn gió hiu hiu biết làm sao định nghĩa được tình yêu tên 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 gì đó. rồi tình yêu như cháy phá con tim mù loa làm sao định nghĩa được tình yêu rồi hát yêu là đành chết đi Là đành nó đinh cho người mình yêu Không biết được Còn cái chén đắng cũng vậy Chén đắng là cái điều mà chính Chúa Yêu Chú cũng bảo rằng Lạy cha nếu có thể được Thì xin cho con khỏi uống chén này Nhưng mà đừng theo như ý con muốn xin vâng ý cha đã định trước muôn đời cho nên nếu không đau khổ thì chưa là người có ai nói điều đó đau khổ giúp cho ta nên người hơn và kinh thánh bảo rằng là khốn cho những ai khi còn trẻ không nếm cảm, không trải qua những đau khổ. Và anh chị em thấy rõ ràng là những đứa mà nó được sinh ra từ trong bọc điều, những em mà chưa trải qua những cái thử thách đau khổ gian nan trong cuộc sống, gặp cái gì cũng em sợ lắm, em sợ lắm, yêu ơi, thôi mà em không dám đâu. nhát, ti sợ, ti kêu. Những em, những em mà tham gia nhóm thiên nguyện tiếng thác của tôi, của chúng tôi là mười mấy năm này rồi, trường trinh gian khổ, trinh chiến, không có kêu ca. Tôi nói anh sợ thì đi về, anh nhát thì đừng tham gia. Có những khi mà đi vào trong những chạy cùi, có những em thấy người ta cùi mà cùi ướt, tay chân nó lở lét sợ. Tôi nói vậy em nào mà dám vào thì vào, em nào sợ thì đứng ngoài, đừng có vào trong đó rồi mới sợ. Rồi mới lè lưỡi ra Mới nhắm mắt lại làm đó Mình xúc phạm đến người phong cùi Ai sợ thì ra ngoài Đứng ngoài Tôi mới ép Đã vào trong thì phải Bỏ cái sợ ra một bên Tôi đi trước Bắt tay người cùi Ôm hôn họ Có sao đâu Mười năm nay tôi làm mà Có thấy lây lứt gì đâu mà sợ Làm đi Mạnh dạn lên Rồi những cái đau khổ Mưa, nắng người thì sợ nắng ngại gió rồi ớn mù sương công tử bằng bạc lưu những cái nó thôi thôi đi về đừng có tham gia vào trong có những em đi giữa đường rồi xin thuê taxi về một số anh chị em ở đâu ngoài về đi rồi mũi nó cắn quá chịu không nổi không có gì ăn mất vệ sinh quá rồi thôi đi về bảo thôi thì không chịu được cái thuê xe đi về mà tôi đã nói trước rồi là đi là phải chấp nhận là gian khổ để mà được cùng chia sẻ với những người nghèo ở đó. Cho nên tôi nói với anh em Thì nguyện tiếng thác là tuyệt đối đi công tác. Không được uống một giọt rượu, một giọt bên là tuyệt đối không. Thế là không có tịch tùng gì cả. Dù là các cha hay là những người ở đó họ có lòng tốt, họ muốn mời bữa cơm thì chỉ có cơm dưa muối thôi. Khoai lang, khoai mì bắp ngồi đưa ra. Bao nhiêu chút cũng không có tiếc sẵn sàng Còn mà mâm cao có đầy tuyệt đối không Đi công tác bác ái mà um, um, Ở khách sạn rồi ăn tiệc nhà hàng Rồi cái thứ thì còn nghĩ lý trí công tác cái gì nữa Không dám chấp nhận gian khổ với người ta mà. Ai mà đi góc quốc quốc đi về Ai mà đeo vòng vàng nhẫn gỡ ra Ai một xong nó phấn Trồi đi Phải Ai mà quần áo màu mè hoa hết Thay ra Phải chấp nhận gian khổ với người ta gióp phải trải qua cái đó, chúa giêsu trải qua cái đó và những người đi vào con đường của lòng chúa thương xót cũng phải trải qua con đường đó, con đường mà khi tới ngày được rước lên trời đức giêsu nhất quyết lên jerusalem, được rước lên trời mà lại nhất quyết đi lên jerusalem là sao? là phải trải qua cái đau khổ thử thách mới đến được cái vinh quang. đến ngày mà được rước lên trời thì đức giêsu phải trải qua cái chết. Mà cái chết đó là cái chết đau khổ Ô nhục khi tiến về Jerusalem Có nghĩa là đi đến cái pháp trường Đi đến cái nơi mà họ đã gài bẫy rình sẵn để Kết án Đức Giêsu Như Đức Giêsu đã nói Con người sẽ bị nộp vào tay người đời Mà các tông đồ không hiểu Dù là các tông đồ không hiểu Đức Giêsu hiểu Đức Giêsu biết rõ con đường mình đi, con đường đau khổ, con đường nhục nhã, con đường thử thách, biết rõ cái chén đang mình uống. Chứ không phải Đức Giêsu ngu ngê, ngô ngê, cứ nhắm mắt đi bừa, không phải. Đức Giêsu biết rõ cái đau khổ của mình, biết rõ cái thử thách của mình, biết rõ thánh giá mà Cha trên trời muốn mình phải gánh lấy, muốn mình phải chịu lấy. Người biết và Đức Giêsu được tự do lựa chọn. Lạy cha nếu có thể được Thì xin cất chén này cho con Biết cái chén nó đắng chứ Đâu có phải là Ôi trời ơi tôi uống tôi tưởng là chơi rượu Uống rượu <laughs> Nhổ phù phù Đưa cái ly tưởng là nước ngọt Hóa ra là mật đắng không có Biết rõ Thấy rõ ý thức và tự do Chọn lựa Vì tình yêu Chỉ vì tình yêu Chỉ vì lòng thương xót Cho nên chấp nhận cái chén đắng đó Đi vào cái con đường đó Tiến lên Jerusalem bất chấp trở ngại bất chấp thử thách và rõ ràng đi lên jerusalem thì phải đi qua samaria mà giữa người samaria và những người ở jerusalem những người judea là những người mà họ không có ưa gì nhau coi như kẻ thù với nhau vì khi mà đất nước bị chia đôi thì những người mà thống trị đất nước cho thái họ đưa những người ngoại về ở vùng samari và vì thế có những người ngoại đạo có những người ngoại giáo đến sống và khi những người ngoại đạo ngoại giáo sống ở Samaria Thì những người ở Galilee, những người ở Judea Coi họ đây là những quân ngoại bang Là những quân ngoại đạo Cho nên là có thành kiến và Hai người giống như là không muốn đội trời chung Vì thế mà nếu Đức Giêsu mà Đi ngang, đi lên Jerusalem Có nghĩa là đi ngược với lại người Samaria Vì thế mà họ không tiếp đón là như vậy Cùng một nước với nhau giống như là Bắc Trung Nam muốn đi về Sài Gòn thì phải đi qua Huế, mà Huế với Sài Gòn giống như là kẻ thù với nhau. Và thằng nào mà đi về Sài Gòn thì nó Huế nó không tiếp, thí dụ như thế. Đó. Thì khi mà đi về Jerusalem thì phải đi ngang qua Samaria, người Samaria không tiếp. Đức Giêsu vẫn biết chứ, nhưng mà vẫn cứ tiếp tục tiến đi, vẫn tiếp tục đi, người ta không tiếp. Hai môn đệ, gọi là hai ông con của sấm sét là gio và gio được mệnh danh là con của sấm sét Là hai ông nóng như lửa, như trương phi Thấy như vậy thì điên lên Và nói rằng thưa thầy Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống Thiêu hủy chúng nó không Vì không đón tiếp thầy trò mình Láo thật, hỗn thật Coi thường thầy trò mình thật Mình đi lên Jerusalem Mà nó dám không thèm tiếp đón này. Đi ngang qua đó Thì phải biết thế nào là lễ độ chứ Đôi khi chúng ta cũng tưởng mình là ngon đi đến đâu phải người ta tiếp đón người ta cờ quạt người ta rước sách người ta vỗ tay khi người ta không tiếp đón không có tiệc tùng không cờ quạt trong vỗ tay thì mình điên lên bảo nó coi thường mình đâu có phải mình là người đầy tớ đi phục vụ mà tại sao phải bắt người ta phải tiếp đón mình phải đứng cả hàng ra cây số rồi vỗ tay rồi vẫy nón được vẫy cờ rồi đi ngang qua thì giơ tay rồi mọi người vẫy 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 mà không vẫy thì bảo là vô phép vô tắc hỗn đâu cần thiết phải như thế đi chịu chết mà chứ không phải đi lên đài vinh quang đâu mà để, để lãnh bằng danh dự để lãnh cúp đâu mà phải để được người ta vỗ tay mình đến một giáo sứ đến một cộng đoàn phục vụ cũng vậy như là người đầy tớ đừng có đi như một ông chủ như một ông vua con bắt mọi người phải đón tiếp vẫy tay lúc ngày đầu đến vẫy tay rồi ngày sau nó cũng vẫy tay nhưng mà ngày đến nó vẫy tay để chào mừng ngày lúc mình đi nó vẫy tay bảo đi cho sớm đi quỷ ám tưởng ngon lắm đâu cho nên là đức giêsu biết như vậy trên ngày không có dừng lại ở những cái chuyện thế gian nó vui nó đón này là nó thế này thế kia chẳng màng gì cái chuyện đó thế gian mà được lòng họ thì họ vẫy tay phải không? họ vạn tế họ tung hô, thử mất lòng họ coi, không hài lòng họ coi, họ có đón tiếp nữa không? đúng không? mình chiều lòng đại gia thì đại gia nó mời mình đến ăn cơm chứ mình không chiều lòng họ coi, xin lấy đồng tế mình mà không được phép đồng tế rồi, chịu rồi nó mời mình đến ăn cơm nữa hay không? <laughs> rồi con thằng chưa học cho lý hôn nhân đầy đủ lấy chồng việt kiều mà đòi học cái lý hôn nhân là trong vòng vừa hôn nhân vừa học đạo vừa hôn nhân rồi lãnh nhận mấy bí tích mà học có 3 tuần hay là có hai tuần thì đưa đến một cọc tiền mình mình không cho nó cử hành bí tích hôn phối bắt nó học cho đầy đủ cái cọc tiền nó có đưa mình hay không <laughs> tiền cất đi học cho đầy đủ không học thì không cưới chứ không phải là Việt Kiều hay đại gia mà châm trước cho cái chuyện đó Đừng có đem đồng tiền ra mà hù mà mà, mà mà mở mắt của chúng tôi Chỉ thưa anh chị em Chúa Giêsu Là người mà không có màng như những cái chuyện của thế gian như thế Vẫn tiến lên Và khi hai môn đệ mà thấy người ta không tiếp Thì điên lên tức lên mà nói Đúng là ỷ thế ỷ quyền Đi theo Chúa cỡ này rồi đó Mà vẫn chưa có ngộ ra vì Chúa Giêsu phải chết đi rồi thánh thần ban xuống thì các ông mới hiểu được những cái lời Đức Giêsu nói và việc Đức Giêsu làm. Bây giờ thì mấy ông còn em là ai mà sao còn trần gian thế? Còn trần gian lắm. Đi theo Chúa cả ba năm rồi Chúa Giêsu sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn trần gian như vậy. Giống mình đi theo đạo cũng vậy, mình đi tu cũng vậy bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn trần gian quá. Vẫn còn tính toán suy nghĩ theo kiểu trần gian quá. Vẫn còn đối xử với nhau kiểu trần gian quá chẳng có gì gọi là siêu cả, chẳng có gì gọi là, là 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 tinh anh cả, chẳng có gì gọi là thiên liêng cả, trần tục quá. vừa mới nói mình câu là điên lên là, là mắng người ta là phủ đầu người ta liền à không hài lòng là chơi luôn à không có lôi thôi gì cả. người ta không tiếp đón trôi xu và không tiếp đón thì phủ chân bụi chân và đi sang thành khác chứ. không bảo là thằng nào không tiếp đón mày thì mình diệt nó cho nó biết thế nào là lễ độ đâu, lòng thương xót để đâu. Đây là dây của lòng thương xót Đâu phải là dây của sự công thẳng đâu Lòng thương xót để đâu mà cứ Người ta nói đụng mình là mình chơi người ta Lòng thương xót để đâu mà Nhất định không chịu tha thứ cho người ta Lòng thương xót để đâu mà nhất định cứ chấp nhất người ta từng tí một Lòng thương xót để đâu mà Bắt người ta thương xót mình mà mình không thương xót người ta Đức Giêsu của mắng ngọ rồi Thầy trò đi sang làng khác Ngày hôm nay Chắc Chúa cũng của mắng chúng còn nhiều lắm thì chúng con đối xử với nhau theo kiểu trần gian tính toán lợi lộc hưng thiệt quá. Chúng con chỉ muốn được người khác tiếp đón mình ủng hộ mình làm vừa lòng mình, mà chúng con chẳng bao giờ tự hỏi có vừa lòng chúa hay không. Chúng con chẳng bao giờ mở lòng ra để mà tiếp đón những người khác để xác tín rằng khi con tiếp đón người khác làm cho những người bé mọn nhất là con làm cho chính Chúa. Khi con đau khổ, khi con gặp khó khăn thử thách, con cũng chưa biết Hallelujah tạ ơn Chúa, mà chỉ biết kêu ca trách móc, chỉ biết cảm ràm, phản nàn, mà chưa biết mở miệng ra Hallelujah tạ ơn Chúa, vì con chưa tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Amen. Chúa Giêsu đã chết vì nhân loại, đến với ngài để thương xót thương, được cứu chúa thế gian tâm hồn. Giêsu là dân của tôi dâng khổ đau dâng lên chúa trời dân khổ đau cầu cho kẻ tội lỗi ăn năn mau trở về bên chúa với lòng thành mau trở về đến với chúa sẽ được cứu rồi Giêsu đã chết vì nhân loại đến với ngài để đường xó thương được cứu chúa để sáng tâm hồn Giêsu là